Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video viết của mình. Thì chắc mọi người đã cập nhật xong cái bản 1.14 rồi nhỉ? À quên, 1.14 rồi đúng không? Thì đây mình mới vào game rồi. Hôm nay bận quá nên là ra video hơi muộn một xíu nha. Thì đoạn này là đang giới thiệu cái sự kiện lần này mọi người. Thì chúng ta cùng nhau trải nghiệm cái sự kiện mới nhé. Đó là sự kiện sinh nhật con gấu nâu ở trên đảo Kaya mọi người. Thì mới vào mọi người sẽ được hướng dẫn là vào trong cái chỗ cửa hàng Land Friend nha. Để nhận nhiệm vụ ấy, cũng như là trải nghiệm cái sự kiện mới đầu tiên của đợt update này. Thì hiện tại mình đang ở trong Land Friend nha mọi người. Thì mọi người chạy đây để tiến hành nhận nhiệm vụ nha. Đây là nhiệm vụ đầu tiên luôn đấy. Thì mọi người tiến hành trao đổi với NPC rồi là nhận nhiệm vụ. Sau đó thì mọi người tiến hành gặp con gấu nâu nha. Gấu nâu này thì đang đứng ở ngoài chỗ Plaza mọi người. Thì ra ngoài rồi gặp thôi. Đây, mọi người làm theo cái mũi tên nha thì sẽ nhận được cái nhiệm vụ cũng như là hoàn thành nhiệm vụ ấy. Và sẽ mở ra cái xu để làm sự kiện cho lần này nha. Đây mọi người. Mọi người tiến hành trả lời câu hỏi bình thường thôi. Mình làm bản thân nhé. Ok. Như vậy là mọi người đã xong cái nhiệm vụ này. Và mọi người quay lại trong Land Friend để tiến hành nhận phần thưởng nha. Ngày hôm nay mình bận một xíu việc ấy, nên là việc ra video hơi bận một xíu. Mọi người thông cảm nha. Thế mọi người, mình đã quay lại trong Land Friend rồi. Thì mọi người vào đây nói chuyện với lại NPC này để anh nhận phần quà nha. Mình không biết là phần quà là gì đâu. Ui, được cái pháo hoa nha mọi người. Đây mọi người, pháo hoa sinh nhật đây. Pháo sinh nhật bro nha. Đấy mọi người. Thì ngoài ra mọi người sẽ nhận được thêm cả xu nữa ấy. Nhưng mà liên quan đến nhiệm vụ mà, nên mình sẽ hướng dẫn mọi người sau nha. Mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái nhiệm vụ để nhận xu sau. Ok, như vậy là xong đoạn đầu của game nha mọi người. Quay ra thì chúng ta cùng nhau xem là đợt này update có những cái gì nha. Nếu mà về nội dung chắc mọi người biết cả rồi, tại vì nó đã có thông báo trên trang chủ của game rồi ấy. Còn đây là mình vào trong game nhận thôi. Đây là phần quà bảo trì nha mọi người. Ui, đợt này bảo trì không có gì gọi là hot lắm mọi người. Có được một hộp quà tiền sao này, rồi một hộp kim cương và hai cái vé bốc thăm trúng thưởng nha. Thì liên quan đến bốc thăm ấy, mình hơi xui một tí nên là mình sẽ để dành hai cái vé này bốc sau nha mọi người. Vì theo mình hiểu ấy, nếu mà bốc hai cái vé này luôn nha thì cái tỷ lệ ra được đồ hiếm sẽ ít hơn ấy, nên mình sẽ dành hai cái vé này để sau bốc nha mọi người. Ok, như vậy là kết thúc cái chỗ quà bảo trì này. À, có một nội dung nữa mọi người, phần trang phục luôn này. Mình quên mất nha, có trang phục mới luôn mọi người, khá là nhiều trang phục mới luôn, đẹp luôn đấy. Ui, toàn đồ bằng vàng mọi người, hay là làm mini game nhỉ? Thôi đùa đấy, mini game mình chỉ tặng thỏi vàng thôi chứ tặng quà này hơi có mình không gồng được. Đây cho mọi người cái nội dung nữa, đó là cái về hộp à, cái trùng nuôi để côn trùng mọi người được update rồi, giá khá rẻ luôn, mình tưởng đắt lắm cơ nhưng mà khá rẻ. Mình sẽ mua và review mọi người sau nha. Còn nội dung người ta à đâu, mình đưa cho mọi người vào trong một nơi khá là nhờ khá là hot nha, là à, nhưng mà từ từ thì mình xem lại phần quà tặng trong thư đã nha, quên mất đấy mọi người. Đây mọi người, phần quà tặng thì vẫn còn thỏi vàng nha mọi người. Và như vậy sắp tới sẽ là một cái mini game về thỏi vàng cho mọi người chơi nha. Ngoài ra khá nhiều đồ nữa. Ui, nhiều đồ đẹp thế, bạn nào tặng quà mình thì tốt biết mấy. Rồi, sau đây mình sẽ dẫn mọi người vào trong khu trung tâm nha. Đến một cái nơi mà một căn nhà gọi là khá là hot đấy. Đây hiện tại mình đang ở trong downtown rồi mọi người. Mình lấy xe đã nha, kia rồi mọi người. Mọi người theo cái chỗ quán kem và Vanillaland à? Ở quán kem Vanillaland. Rồi mình chạy qua đây mọi người. Đây là một cái vị trí mà ngày hôm nay cũng khá là hot nha. Trong bản cập nhật này ấy. Đây là một công trình được ra mắt trong bản update này. Cũng là một nơi mới mọi người. Thì nếu mà muốn chi tiết hơn ấy, thì mình sẽ làm một cái video review về Vanillaland sau nha mọi người. Em chỉ vào sơ bộ lướt lướt trong này thôi. Đây nha mọi người, đó là trailer này. Đây là NPC Vanin này. Thì đây là một quán kem nha mọi người. Quán kem Vanin nha. Đây mọi người, khá rộng luôn đấy. Nhìn ở ngoài nhỏ mà trong này bao nhiêu là khu liền rộng dã man luôn đấy. Nhưng mà để review cụ thể thì mình sẽ để dành cho video sau nha mọi người. Thì nếu mà review thì nó phải đi nhiều góc mạch cơ. Làm video này dài thì mọi người lại xem sẽ chán ấy. Nên là mình sẽ để dành cho video sau nha. Chiếu mình vào lướt lướt, đây là một nội dung trong bản update này mọi người. Thôi mình quay ra ngoài luôn mọi người. Tại vì video này mình muốn làm ngắn ngắn thôi, cũng nói chung là thông báo tổng quát về các cái nội dung được update trong game ấy. Còn về chi tiết từng
update thì mình sẽ làm những cái video nhỏ hơn mọi người để cho mọi người xem được cụ thể và tỉ mỉ hơn nha. Nhưng mà trước khi kết thúc video của ngày hôm nay thì mọi người đừng quên kéo xuống cho mình một đăng ký kênh cũng như là like video nha. Và đừng quên comment cảm nhận các bạn ở phía dưới giúp mình để mình luôn tiếp tục làm các clip với mọi người nha. Bye bye, chào mọi người. Chúc mọi người một tối thật là vui vẻ.